À, kính chào quý vị các bạn, gần 2 năm trời rồi mình mới quay trở lại chợ Tịnh Biên ở An Giang. Đây là một cái chợ mà phải nói là có thể nói là chợ đầu mối lớn, một trong những cái chợ đầu mối mình nghĩ lớn nhất ở An Giang này. Tại vì nói đến mắm là ai cũng nói là thiên đường mắm ở đây, Tịnh Biên chính là thiên đường mắm của Việt Nam luôn, chứ không phải là chỉ là thiên đường mắm của An Giang. An Giang đó là nói riêng thôi, chứ còn nói chung là ở đây có thể nói là thiên đường mắm của Việt Nam luôn á. Và bây giờ thì đây là phía trước cái mặt chợ. Bây giờ mình mời quý bà con cô bác đi vào cùng theo chân Coleman đi vô tham quan nha. Hôm nay mình chỉ đưa bà con đi vô xem qua tham quan đúng cái chỗ mắm thôi, chứ còn ở đây thì bán rất là nhiều thứ luôn. Đó, bên ngoài bên trong rồi bán rất là nhiều thứ. Mình sẽ kiếm cái đường đi vào cái cổng chính. Ủa, cổng chính đi đường nào ta? Rồi về đây bán áo quần nè, phía trước là bán áo quần rồi dép khăn rằn, cái không biết đi vô đường nào luôn. Điên này hả? Trời ơi, ở ngoài là me nè, nhìn hơi chịu nổi không? Đó, me chua me rốt. Dạ. Rất sẵn sàng, không thành vấn đề. Quê phim hồi 500. Chú mua kho cá hả? Đây, chú đang đây, Coleman đang đi tìm cái nguồn cá này đó. Lướt qua cho bà con xem thôi, để đó, thấy đời sống, thấy mấy chị thấy thương không? Đó. Trời ăn cơm, trời ăn cơm với bà Khía. Trời ơi giết người luôn, giờ này gần 12 giờ mà ngồi ăn cơm với bà Khía sao tôi chịu nổi trời. À, trời. Tôi mập quá. Đây đây là món ruột của bà con đó. Trời ơi, bà Khía mà dầm xoài. À. Dạ thôi xin lỗi, người ta đang ăn cơm ngon lành. Ra dạ, quay mà không mời ăn sao dám quay. Ừ, rồi. Rồi về dép tổ ong nè, một loạt dép tổ ong trời ơi. Ừ. Ba đôi dép có 100.000, đôi 35.000, ba đôi. Ủa gì coi em trai chị gái ơi. Ồ bây giờ là người ta nó biến tấu luôn nè ha. Dạ. Mấy cái dép tổ ong giờ họ biến tấu thành cái kiểu khác luôn nè. Cái này là tổ ong nhẹ. Tổ ong nhẹ hả? Hàng Sài Gòn. Dạ, còn hai chiếc ship ở đây là ship bên đây. Hai Sài Gòn hả? Tổ ong nhẹ, tổ ong nặng nữa là sao? Ồ, trời ơi. À cái này là nó bít cái mỏ. Dạ. Không có cái màu, mấy cái màu bá đạo mới đã. Đợi con chút. Trăm mấy á. Ủa mắm nằm đâu vậy con? Mắm đi thẳng luôn này nè cậu. Dạ, rồi ok con, cảm ơn con. Thôi đi tham quan chợ mắm chơi. Ừ đúng rồi, ổng trai. Nãy giờ con không nhận ra luôn á. Dạ hả? Dạ. Chào tụi con. Rồi. Đi quay giới thiệu cho bà con cô bác về An Giang có nhiều cái lắm. Mà cái một trong những cái nơi, một trong những cái điểm đến mà quý vị các bạn không được phép bỏ qua đó chính là chợ Tịnh Biên. Bởi vì sao? Chợ Tịnh Biên có bán rất nhiều thứ và rất là rẻ. Thứ hai nữa là mắm, thiên đường mắm. Rồi vải nữa, vải vóc đầy hết, đầy nhóc luôn, đã dễ sợ luôn. Đó, ở đây có đầy đủ hết nha, cái gì cũng có hết đó. Rồi mấy đứa vô tặng cho mỗi đứa. Hoàng Anh vô làm chừng chục cái đi. Có nè, sai bự nhất à, đấy là nơi bự quá. Nói bậy nói bạ giờ bị chửi chết luôn. Rồi dạ, ngay giờ buổi trưa luôn, bà con cô bác đang ăn cơm tới có khi. Rồi nhiều khi vô đây kiếm anh Sơn đâu. Trời ơi kêu anh Sơn vô đây nè, có nhiều khi kiếm được nhiều cái áo bông à. Nhiều cái áo. Thấy được xài thêm đi cô. Dạ em đi. Dạ mấy cái áo bông hoa đó, bông hoa hòe đó. Bông hoa hòe. Trời biết bụi điền luôn, ghê thiệt. Rồi chào cả nhà. Lên nữa. Năm rồi đi gặp rồi, đâu có năm mấy rồi đó, gần 2 năm luôn, mùa dịch tới giờ đó. Rồi mới đi tới đây là đã nghe mùi mắm rồi đó quý vị các bạn thân mến.
Ờ, bà con cô bác mà có về về An Giang là phải ghé vô chợ Tịnh Biên nha, không vô đây là mất 1/3 cuộc đời nha. Dạ. Đúng. Thôi. Ai? Trời ơi, kêu tôi còn ổng luôn. Buồn ghê á. Nghe cái giọng. Đây, mời quý vị các bạn chúng ta đi vào thăm. Trời ơi, đây là đồ ăn các kiểu. Trời ơi. Quay đến tiền nha. Dạ. Chà là Tháo Thái. Trời ơi, thôi tôi phải chụp hình. À, nó đẹp quá. Nhìn hấp dẫn quá. Đi quảng bá cho gian hàng hấp dẫn luôn hả? Chủ quán cũng hấp dẫn, chủ cũng hấp dẫn nữa. Trời ơi. Trời, để cái mũ không lịch sự nè. Đó. Rồi cái màu nữa kìa, chịu nổi không? Trời, có 2000 khán giả đang xem livestream. Dạ. Nhiều người nói là quê con đó nhớ Việt Nam. Trời ơi, ở đây có ai quê ở đây vậy? Nên trời ơi, nhìn cái gì cũng thèm hết á. Màu sắc nói chung là mình là được là mệnh danh là người là ông màu sắc, cho nên là mình đi tới đâu mà nhiều màu sắc là mình khoái. Cho nên mình có dịp đi về Tịnh Biên là mình phải ghé vô đây liền. Đi rửa mắt thôi chứ không gì chân á. Đây có cơ sở đi thúc đường thúc nốt nữa nè. Đó. Ở đây là muối gì ta? Muối tôm hả? Muối Tây Ninh hả? Ồ, muối tôm Tây Ninh đây cũng có luôn. Trời ơi, cái gì đây cũng có hết trơn vậy? Trời ơi, nghe dưới kia ra râm rả luôn. Mẹ đi. Trời ơi. Mẹ giúp bột nữa nè. 8 à. Mẹ này vô mua nha. Bữa nào cũng vậy. Hả? Núi me. Trời ơi trời, núi một núi me luôn bà con cô bác ơi. Me không? Hả? Dạ. Trời ơi. Không me. Thấy lên quảng con hoài gặp sao hoài vậy. Đây là quảng cáo me nè. Rồi, quảng cáo me trời, một núi luôn. Cái này là núi me. Mẹ Thái Lan chứ không phải mẹ Việt Nam mình hả? Không, mẹ Thái không à. Còn bộ đồ đào đồ Thái không à. Có ta chà là thì có Ấn Độ. Chà là của Thái luôn. Ồ. Chà là Ấn Độ. Chà là Ấn Độ hả? Ồ. Trời ơi. Không chịu nổi đâu bà con ơi. Đã đang lên livestream đó. Đây, ăn thử trái. Mấy ngàn người ở bên nước ngoài đang coi đó. Cái đó mới được ngọt ngay đâu nha, vừa ăn ngon lắm. Đây. Trời ơi, dễ thương không? Ăn tại quảng cáo luôn. Ăn quảng cáo luôn. Không có tính tiền đúng không? Không tính tiền. Rồi ăn thử. Đi nè. Đó miếng món ăn thử. Chà là hả? Còn cái này là me vốt của Thái Lan. Chà là Ấn Độ hả? Chà là thì Ấn Độ, táo thì của Thái. Ủa mà sao đưa vô đây được ta hay vậy? Nó làm bằng máy thôi mà, lấy hộp ra. Ừ. Bằng máy thôi mà. Mà Ấn Độ nhập qua đây. Dạ, Ấn Độ nhập ra, không có hộp nữa. Nhưng mà em thấy bán ở địa phương có bao nhiêu người đâu ta? Sao mà? Đồ này đều nhờ đi Sài Gòn không à? À. Sài Gòn. À, ưa Sài Gòn không hả? Ừ. Ở đây bán cũng được đó, nhưng mà qua Tết á, tháng Giêng á là bán khách du lịch. Bây giờ cũng khách du lịch mà ít thôi, không có nhiều. Ngon quá. Rồi nè, thốt nốt nè. Thốt nốt đó của Thái Lan luôn. Đó, những người đang có đang xem livestream kìa. Trời ơi, dễ thương không? Bán tầm đó, có bớ tầm đó. Trời, ngon quá. Đây là dừa trái cây Thúy An. Dạ. Hả, sao chắc bà xả đi. Trời ơi, bà xuống bên đây bà ăn sập luôn á. Trời, trời ơi, uống bụi ngon quá. Tới bà xả bỏ ngoài luôn á, ngủ rồi bụi đời luôn á. Chùm cái gì đó, cái chiếu rồi chùm lại nữa ha. Giữ chăn luôn á. Quá thảm luôn. Ngon quá. Quá thảm. Ăn thử á. Cái đó thun nóng Thái. Thun nóng Thái mà thun nóng mình hả? Không, Thái Lan. Thun mình là cái trái bự bự á. Ở ngoài này nó bán nè. Ừ. Là của Việt Nam. Còn này nè, vô hũ là của Thái Lan luôn nè. Trời ơi. Việt Nam mình có mà cuối cùng là bán Thái Lan không à, chết rồi. Ê, muối Việt Nam. Muối Việt Nam, muối Tây Ninh. Ừ, Tây Ninh đúng rồi đó. Đúng, chính xác muối luôn. Muối Tây Ninh, thật dừa là Việt Nam mà còn đoàn bộ là Thái. Cá mồi cũng Thái luôn. Ồ. Nhưng mà ở đây là mình đưa lên trên Sài Gòn. Ở đây đưa lên Sài Gòn không à. Trời, một núi luôn, một me nè, me Thái nè, me dẻo nè. À, me Thái ngọt nè. Trời vô nhìn mê luôn á. Đó, đây là thiên đường mắm đây bà con bác ơi, giới thiệu bà con đây.
Thiên Đường Mắm. Chú quay, chú quay, chú không mang được đồ á. Trời ơi, ai ai nhìn nổi. Đây giới thiệu từng cỡ, từng quầy một lần, có bao nhiêu đây. Ở đây là sạp Thu Hà 999. Số điện thoại 0972997709. Rồi bà con có thể liên thoại, liên hệ đặt hàng. Đó. Dạ. Xuống đây mấy má ơi. Xuống liền, xuống liền. Xuống liền, xuống liền. Trời ơi, mắm tràng. Tràng giòn. Mắm Thái. Trời ơi, Thiên Đường Mắm nó thiệt. Sống sao nổi. Chảy nước miếng không bà con? Ừ, tôi canh giờ này tôi đổi. Ủa cái này mắm gì vậy chị? À, mắm lóc hả? Mắm lóc mà, mắm lóc mà người ta sắc khúc ra nè bà con. Trời ơi, nhìn thèm quá ha cái này. Bà kia. Trời ơi. Dừng cái chỗ này lâu rồi, khoảng 5 phút cho tôi giết người ha. Trời ơi, đâu múc được của người ta, múc mình quýnh chết luôn, thôi thử đi. Cho chú mượn chúng nha, để chú giới thiệu nha. Rồi, ok, đó. Dạ, nói là ngon xỉu, thèm quá. Đó, đổi qua cho qua sang bên này nè. Nghe qua đó, đây, đó, bên đây. Trời ơi. Nghe, đứng ngông nghe cái mùi không là cũng muốn đủ xỉu rồi, đó. Món bà kia. Trời ơi, cái này mà đưa được về kitchen là tôi chết luôn bà con ơi, trời ơi, đẹp quá. Dạ, xin lỗi cô, dạ. Còn cái nước nó sệt. Cái này để được lâu không em trai? Để được lâu. Rất lâu hả? Để lâu. Nếu mình mua thì mình vô bọc. Mình vô trong bọc. Trời ơi. Chết. Rồi đủ các loại khô nè, khô nhái nè, vũ nữ chân dài nè. Ồ, ở đây cũng có khô nhái mà của Thu Hà nha. Khô nhái nhái này nhiêu ký không? 450. 450 hả? Cái này là của Nam Giang. Này là nửa ký hay một ký à? Ủa cái này là của Nam Giang hả? Của bên Nông Bên hả? Về mới viết ra mình để hiệu mình vô. À à. Ủa này hình như ở mình cũng có mà phải không? Việt Nam mình không? Vĩnh Trung. Vĩnh Trung hả? Rồi các loại khô, các loại mắm. Đó, sờ giao dịch tại chỗ luôn, coi chừng phía sau nha. Rồi. Rồi mình đi xuống cái chỗ khu vực mấy chị nãy kêu réo mình cho vui nè. Rồi đã đứng xem bà này bạn ra múc cái nước lên, bạn rưới lên cá nhìn hấp dẫn quá này đấy. Ôi. Này cũng là khô cá lóc hả? Dạ, này mắm cá lóc hả? Mắm cá lóc. Mắm cá lóc nguyên con. Mắm cá lóc này mình bán sao con? Cái này thì 140, 120. Ừ, 140, 120. Còn cá nhỏ thì 100. Ồ, cái chợ này thấy vậy mà giao trên Sài Gòn không hả con? Dạ. Ờ, chứ ở đây dân cư đâu có nhiều người đúng không? Cũng mình cũng có giao đủ chỗ cho anh chứ. Cũng có khách hành hương không mua. Trời ơi, giết người. Con mắm đó, mắm gì mà nó đen vậy? Cái này hả, cũng cá lóc, cá nhí. Cái đó chắc mắc á, đúng không? Cái này có 100 mà. Ủa sao nó nhỏ, những người nó nhỏ nó phải đắt lắm chứ. Tại vì cá này thì mình cá bao bê á. Còn cá đồng nó mới mắc. Cá đồng nhỏ gì? Ừ, cá đồng nhỏ mắc, ừ. Mình đâu có đúng không? Có chứ, nó 2 thòng trước. À, 2 thòng trước là cá đồng à, ồ. Có những cái loại mắm mà mình gặp mình không biết là cái gì luôn, như mắm này không biết này tên gì luôn. Mắm cá linh nè. Ồ, mắm cá linh. Cái này là mắm cá sặc. Ồ. Mắm cá linh mà mắm cá sặc. Rồi Phương Phương ơi, nhìn thèm quá ha Phương Phương. Thương Phương Phương quá ha, ráng cho ráng nha. Rồi giờ lấy tô cơm đi, mọi người ở nhà có nhà ai có sẵn cơm á. Cơm trắng á mình bưng ra một tè một chén đi xong cái mình coi như mình ăn qua màn hình ảnh màn ảnh nhỏ đi nha. Đây nãy chị nào chọc ghẹo tôi đây. Anh đây nè, có cái bản tìm hiệu mắm Trung Hoa. Lò mắm Trung Hoa, trời ơi số 6 số 7. Dạ. Trời sang sao nhìn thấy nguyên cái đường dài sang nhìn cái dọc. Đó. Mới coi ổng mấy ông gài đây, bữa nay gặp
mới coi luôn hả? Nguyên cái vàng trên này là mắm Thái mà nhiều loại khác nhau. Cái mắm Thái này sao nó trắng quá vậy ta? Ồ, đu đủ hả? Dạ. Ừ. Đây là cái này đu đủ nè bà con, cô ba quý vị các bạn thân mến. Đó, đi đu đủ. Còn cái này đu đủ không màu luôn. Còn có cái có màu hả? Dạ. Đó, cái đó đó anh. Hai cái này không màu. Đó, cái này là có màu. Dạ, cái này là mắm Thái nguyên chất. Trời, mắm Thái này ăn với lại dưa. Thịt ba gọi luộc đó anh. Thôi rồi, với lại cái dưa gì ta, dưa mắm. Dạ. Trời ơi, mắm đúng không? Trời, ước gì. Bao cá lóc đồng 100% nha, ở biển hồ luôn đó. Cá lóc đồng 100% bao luôn ở biển hồ. Dạ, biển hồ. Rồi, lò mắm Trung Hoa. Trung Hoa 2 sản xuất. Đây này sẵn mình làm ở nhà luôn á hả? Dạ, cảm ơn chị Ngô Thị Bạch Yến, ở đâu có Vũ Điện đó có niềm vui. Dạ. Em cũng hy vọng mua vui cho mọi người. Chào chị Đào Lê. Chào Dược Miền Núi, chào Trần Nguyên Khánh Phương. Toàn bộ cá đồng luôn. Đây mình có lò ở nhà luôn đó. Ồ. Dạ. Cái lò mình gần vậy không, gần đây không? Dạ gần. Cái nhà bà mình vô chút nè. Ồ. Trời, cái nào vô mấy cái lò mắm chắc cũng quay hay lắm ha. Nhìn ta đâu cho vô. Không, cho hả? Dạ, không sợ hả? Đi luôn. Anh nè. Chừng nào anh có lên mấy anh điện cho hay trước đi, tôi nấu lò mắm cho anh ăn thử. Vậy hả? Dạ. Nghe đâu, vô xin số điện thoại kìa. À chị đó, cái này có càng nè anh thì có lại đi thì nấu cho anh ăn thử. Cho đi vô tham quan cái lò mắm đi. Trời ơi. Đây là lò mắm luôn chứ không phải là sạp mắm nữa. Cái lò ở cái này là của chị, này là của anh. Vô nấu lò mắm cho ăn luôn phải không? Hứa nha. Cái này là sạp đi có 60 người thôi đó. Chị này là chị tên gì kìa chị? Chị người đẹp tên gì? Tên gì ạ? Em luôn số. Ở quý vị các bạn đó đang xem livestream thì đây là cái mắm là mắm lóc. Nè, mắm lóc khứa lóc. Cọc bu xích là gì? Đây cọc bu xích. Có ưu đãi. Trời ơi nhìn nó dung là thiên đường mắm. Đây nè, đây là cá lóc đồng nè. Ồ, cá lóc đồng. Anh ăn hôm em hồi em lấy cho anh vài con về dùng thử. Rồi ăn dùng thử rồi ghiền muốn kiếm đâu. Dạ. Cái này là cá đồng đó, chăm chăm này là cá bông. Ủa em rồi mà rồi mua thí dụ mua đưa lên Sài Gòn thì alo được phải không? Dạ, dạ được. Cá lóc mà đó. Đó mua đưa lên Sài Gòn đưa vô kitchen để phục vụ bà con cô bác. Trời ơi cái này cơm trưa mặn với mắm lóc là chết luôn rồi. Mọi người đã có trên tay mình một chén cơm trắng chưa? Rồi bà con nào có chén cơm trắng rồi giờ giơ tay lên cho mình xem đi, chờ thả mình một like cho comment thế nào. Mắm lóc đồng ngon quá ông ơi. Cái này là cá đồng em bao 100% luôn đó nghe. Ừ. Ơi. Rồi anh xuống liền đó. Vậy giận luôn hả? Giận luôn hả? Cái chè không màu á. Nha. Để đó, cái túi đi xe thế là mất sống. Cá linh là phải gấp phải câu vậy nè. Cá linh hả? Cá linh coi dạ, sao? Giờ cái chỉ. Chợ này là cá linh hơi khôn rồi. Ừ. Nha. Rồi, rồi cá linh. Đó cá linh là nó mềm dịu vậy nè. Ừ. Cá linh là khôn rồi, nó cũng đậm. Cá linh đúng là nó phải mềm vậy. Dạ, cái sặc này thấy không? Ừ. Dạ là cách để phân biệt đó hả? Dạ. À. Còn nếu không là nó cứng cứng là nó không phải. Không hả? Không khô không gã. Em ở chợ là cá mới hết. À. Để em dựa em mới có cá cũ này thôi. À, chị nói là cho dựa cá cũ mới có. Em có ăn cơm trưa em lấy thử cho anh miếng mắm về anh ăn thử. Thôi anh không có xe anh không có dở được á. Không, ăn hồi lên ra quán cơm có ăn không? Cơm nào? Hồi anh có ra quán cơm ăn không em chích chanh miếng rồi. Ở đây quán cơm ở đâu? Phía trước này có cơm không? Có chứ. Có quán cơm nào lát mua mắm. Mua gì tôi tặng cho ông biết ăn thử chứ mua gì. Ừ. Trời ơi, quý quá. Nha, tặng nha. Lóc. Dạ. Trời nó tặng cho anh con cái lóc về cho chị. Rồi, tặng luôn cho anh cha. Thôi tặng gì. Buôn bán dễ thương quá. Cái gì đây? Mắm cá lóc về chân anh. Mắm nào á? Dạ. Mắm này mắm nào? Mắm này hả? Mắm này nè. Dạ cá này nè. Trời. Đó là không có hôi đâu anh. Ồ hay là không có mùi luôn ta. Gói lại vô giấy này. Là cái mắm này là mắm này hả? Dạ. Cái mắm này. Ồ nhưng mà mình chuyển từ đây lên Sài Gòn chuyển bao trong bao nhiêu lâu? À, sáng chiều là có. Sáng chiều có hả? Rồi người miền Tây dễ thương vô cùng. Người Tịnh Biên dễ thương vô cùng. Kêu Phượng hay gì ạ? Mấy đứa kia đâu chân hả? Nó chạy đi ra chân đứng mình. Ừ, hấp dẫn quá.
Trời ơi, đang ấy tặng cho mình hả? À, mắm Thái hả? Ôi trời ơi. Có, ấy hồi mốt tiền luôn, làm sao mà ghiền không có tiền mua luôn á, chết luôn á. Không có sao đâu. Dễ thương quá. Trời lời lắm, không có nhiêu người ta luôn. Ừ. Ngày lời có 1,5 tỷ mà tặng mình nữa, trời thấy thương ghê á. Dạ. Quán mì lên luôn nè. Ngày lời luôn nè. Cái gì? Phải gói chứ không nó có nó ấy mùi á. Ủa mà mắm này cứ để không cần gì hả? Dạ. Yeah. Để tủ lạnh nè. Không, nếu mà cái lóc này mà em mua của người ta mà vậy mà không hết nha. Em gắt cái lớp đường cát mỏng lên. Gắt đường cát mỏng lên. Dạ, là để lâu được. Đừng để tủ lạnh, để tủ lạnh hôi lắm. À. Dạ, à. Anh mua mấy mắm này là anh gắt đường cát trắng á để tủ lạnh. Còn cái này thì anh xin người ta nước nhiều một chút. Ừ. Anh để lâu được. Ồ. Trời ơi. Mắm linh, mắm sạch, anh mua cái gì nó anh gắt lớp mỏng lên, vào anh ăn cái lùa qua. Rồi. Nói chung là phải cố gắng là bán trong ngày. Không. Cái này người ta là người ta bán gì hết á, luôn mà đâu có hư. À. Dạng như anh để lâu, quá dài 3 tháng á. Ừ. Dạ. Cái này trong vòng tháng là dư sức. 2-3 tháng là bình thường. Ồ, ồ. Còn lâu nữa thì không được. Rồi. Rồi đây là lò mắm Trung Hoa, cảm ơn nha. Có số điện thoại có gì anh liên hệ sau nha. Dạ. Đó, liên hệ đưa về Sài Gòn để phục vụ bà con của bác. Trời, chào con. Nãy giờ thấy con âm thầm của nó quay. Quay sập me gì? Quay sập me hả? Rồi, quay sập me luôn. Cái này là hàng táo. Đâu nãy giờ chị nào đợi lóc có, lóc của tôi đâu rồi? Có, này táo thái thằng này chà là Thái, cũng lóc Thái thôi mà. Bên Thái. Ngon chết luôn xỉu. Trời ơi, mấy 2000 mấy 3000 người đang coi. Thủ phủ của mắm là Châu Đốc anh ơi, đúng rồi. Cháu Coleman anh làm thế này thì chết tôi rồi. Tôi thèm quá. Muốn ăn quá nè mà ở bên Pháp không có ăn được. Trời ơi chết tôi luôn. Đây đây có người hâm mộ anh nè. Đó, đây. Sao vậy, ý sao? Giờ nói một tiếng đi. Mắm ta đẹp lòng đẹp lộn như không quay. Trời ơi. Nói nhỏ nhỏ. Vui vui, nói chung là vui. Cái này gì đây ta? Cái đó tôm đất, tôm Cà Mau. Rồi. Tôm đất Cà Mau. Thiên nhiên luôn, không màu. Trời. Chút này ngon này nha, này ngon. Cái này uống bia mình làm quà. À, cứ mở ra thôi. Gì? Nghe đồn uống bia dữ lắm, mua cái này về uống bia là ok luôn. Ai đồn vậy kìa? Ai đồn? Phát trực tiếp luôn, uống bia mà tới ngủ bên nhà kho luôn. Dạ. Bữa nay là khỏi ăn cơm luôn. Thôi ăn trái cho táo luôn. Ừ. Là ngon quá. Cái này ăn trái táo luôn đi này, để ngoài cho bữa. Ừ. Này ăn trái táo luôn. Đây nó gọi là tôm gì ta? Tôm đất. Tôm đất luôn. Dạ. Tôm đất Cà Mau mình sao? Nhưng mà nó nói là tôm gì á, cái tên nó là gì? Nó là tôm đất luôn, thay vì tôm thẻ, tôm bạc, tép bạc đồ có cái tôm đất. Nó có mắm tôm luôn. Ồ, một cái bịch này là một cái bịch này nó mà là một bịch đó là 250g. 250g. Dạ, 250. 150 hả? Ồ, môn bịch này tối là ra ra uống bia được á. Rồi. Thôi, có lấy anh 2 bịch đi. 2 bịch hả? Ừ. Đó, bên kia bà kia bà tặng thôi. Ngọt quá. Anh già rồi. Cái này là hàng của Thái. Còn này mắm gì đây? Cái này khô gì? Cái đó là khô cá lăng phồng biển hồ anh. Trời ơi, nó bự dữ vậy trời. Cá Campuchia, cá lăng phồng Campuchia. Thay vì cá lăng đồng mình nó nhỏ nhỏ, còn này cá Campuchia. Ừ. Dạ, còn này là phí lê nè. Cá lăng đồng Campuchia hả? Cá này là cá biển hồ. Biển hồ. Dạ. Cái này là phi lê không có xương luôn. Trời ơi mấy cái cá này. Cái này anh cắt ra là chiên ăn liền luôn à. Trời ơi. Có niêm ớt gì chứ. Ồ, ngon quá trời cái này. Ăn ngọt không được mà ăn me. Trời ngon quá trời ơi cái này. Rồi tôi nhìn tôi thèm quá, tôi muốn đưa về Sài Gòn quá mà tôi không biết bằng cách nào đây nè. Trả tiền chú hai bịch này. Rồi chắc có lẽ là mình phải khép lại cái livestream này đây, tại mình cũng chịu hết nổi rồi. Đó, chung quanh đây là toàn bộ luôn nè, bà Giáo Lan nè, mắm bà Giáo Lan nè cũng chế biến mắm khô rất nổi tiếng nè. Còn chỗ bạn này là bạn mắm Yên nè, bạn Năm Yên Thảo nè, Kim Yến nè, bà Giáo Hạnh,
hội toàn là những cái thương hiệu mà coi như là rất lâu năm nè. Bà Giáo Lan cũng rất là lâu năm nổi tiếng nè. Chợ mắm trai xinh gái đẹp không ạ? Vô thổi tiền chứ tao ơi. Rồi mắm tôm chua. Cái mắm tôm này là ôi ôi. Cái này cũng tôm đất đó phải không? Dạ. Ừ, trời ơi. Ngon cực kỳ. Ngon cực kỳ. Có nhà không? Nữa. Vậy để tôi đi lấy. Tôm này là làm từ tôm tươi á, con tôm nó chắc thịt ngon cực kỳ luôn. Ừ. Cái này là trộn nhưng mà không có hiệu gì luôn hả? Nó cứ để vậy thôi hả? Cái này là của nhà em làm. Nhà em làm. Dạ. Cái này chắc mua về bán cho chứ. Bán quán rồi. Cái này là không có phẩm mà không có chấm gì hết nha. Ôi mẹ nó ngon, nó ngon dã man luôn. Tôm nó ngọt tự nhiên nó chắc thịt. Cái hũ này nhiêu kinh? Dạ. Hũ đó 1 ký. Hử? Có 150. Trứng 150 hả? Dạ. Dạ anh mua hai bịch kia với hũ này. Là 450 đúng không? Dạ không, hai bịch kia tính có 280. Ok, rồi. Đây, có món mua chảy giờ mua bán ở quán, ngon quá. Lấy số rồi. Trời ngon quá. Dạ, thưa quý vị các bạn xin được khép lại video này tại đây. Cũng gần 2 năm rồi mới quay trở lại chợ Tịnh Biên. Là đợt trước ha, đợt trước lâu rồi, gần 2 năm rồi. Mùa dịch đến nên bà con cô bác cũng điêu đứng hết đó. Ở đây là cái chợ giáp biên, nhưng mà nói đến mắm thì ở đây là thủ phủ luôn. Mình nói là thủ phủ của mắm, tại vì có rất nhiều lò mắm ở đây, là lò mắm nào cũng nổi tiếng, mỗi lò mắm nó có một cái đặc sản riêng, rất là khó. Nếu mà mình mà so sánh thì là nó rất là khập khiễng. Nếu mà so sánh cái mắm ở đây ngon hơn mắm kia thì nó hoàn toàn là ngoài trước nữa chị bà kêu thôi anh lại đó rồi. Rồi ok. Quay đây chưa nè? Ở đây chưa hả? Em bán gì? Mắm rồi đó. Ở mắm đó hả? Rồi thôi đi chiều luôn. Rồi quay đây, quay quảng bá giùm nè để cho bà con ta bán cho xôm nè. Tết nhất tới rồi. Dạ chào cô, chào chú, chào anh. Ủa sao vậy? Mặt trước nó trời. Ở cái chỗ này hơi hai sạp lận hả? Trời ơi. Trời ơi. Quá trời món luôn. Đây là mắm Thái người đẹp đang chắc mắm. Trời ơi bà, tưởng là ai mới. À, là thưa quý vị các bạn thôi thì bà con cô bác ở Châu Đốc đừng quên nha, chiều nay vào lúc 16 tới 17 giờ là Colorman sẽ có mặt tại công viên Cá Ba Sa. Quý vị các bạn thân mến, công viên Cá Ba Sa ở tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Chiều nay là sẽ diễn ra chương trình quà tặng cho anh mượn cái này làm background nha. Chương trình quà tặng bất ngờ, đó là một cái game show phát sóng truyền hình HTV7. À, trò chơi này rất là dễ, tiền tươi thóc thật, vô chơi trả lời đúng 5 câu là cầm 10 triệu đi về xỉ liền luôn. Rất là đơn giản luôn, 5 câu hỏi rất là đơn giản. Ví dụ như là mắm ở thủ phủ của mắm Việt Nam là ở đâu? Quá dễ, câu trả lời là tại Tịnh Biên, đúng không? Đó, nó rất là đơn giản vậy. Một câu dòng 1, 500, dòng 2, 1 triệu, dòng 3, 2 triệu, dòng 4, 5 triệu và dòng cuối cùng là 10 triệu. Và các bạn sẽ được 3 quyền trợ giúp, rất là đơn giản luôn. Ở chiều nay tại công viên Cá Ba Sa hay là còn gọi là công viên 30 tháng 4 ngay tại trung tâm thành phố Châu Đốc, An Giang thì Coleman sẽ có mặt ở đó để quay cái show này đó cùng với bà con chơi game show kiếm tiền tươi thóc thật về mua đồ Tết nha. Rồi xin chào tạm biệt quý khán giả. Rồi vô giờ mắm muốn xỉu luôn. Mình sẽ cố gắng mình nghĩ cách để mình đưa về Sài Gòn. Đưa về cái quán của mình, đầu tiên là cái quán mình trước để cho phục vụ cho bà con của bác các món ăn miền Tây đậm đà bản sắc miền Tây. Dạ, xin chào tạm biệt. Rồi. Chị mình quay vậy là mình hỏi cái nào lên mới thấy trực tiếp. Anh biết sao? Tại vì em